Trong bối cảnh số người tán thành việc bà Kamala Harris, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối đầu với ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới ngày càng tăng, bà Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ của bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ. Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi người có tiếng nói ảnh hưởng trong Đảng Dân Chủ, đã cùng hàng chục nữ dân biểu Dân Chủ khác tại Hạ Viện ngày 25 tháng 7 chính thức bày tỏ sự ủng hộ bà Kamala Harris trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2024. Bà Kamala Harris là người như thế nào và tôi đã biết bà ấy trong nhiều thập kỷ. Tôi biết sức mạnh của bà ấy. Bà ấy là người có đức tin lớn, đức tin sâu sắc và cam kết phụng sự người dân. Tôi đã từng chứng kiến bà ấy hành động. Tôi có thể nói về điều này vào một dịp khác, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói rằng bà ấy có đủ khả năng để dẫn dắt chúng ta đến chiến thắng vào tháng 11 tới bà Pelosi cũng đã ca ngợi Tổng thống Joe Biden là một trong những tổng thống có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ sau khi ông có bài phát biểu tuyên bố từ bỏ chiến dịch tái tranh cử của mình. Trong bài phát biểu gửi tới toàn dân từ phòng bầu dục tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu đầy cảm xúc về quyết định rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 và trao lại quyền lực cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Mô tả đây là hành động nhằm đoàn kết đất nước mà ông đã cống hiến cả sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ tuyên bố gây chấn động hôm 21 tháng 7 rằng ông sẽ rời khỏi chiến dịch tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế mình.